Không, mà bây giờ là ai son môi? Ai? Ai mua cho chay đồ son môi? Ừ. Ai? Ừ. Mua hồi nào? Ừ. Ai chỉ cho chay son môi? Ừ. Hả? Ai là người dạy cho chay son môi? Ừ. Hả? Ai biết. Xe đâu? Gì trốn? Mở cái máy quay phim lên là trốn. Vậy đâu? Làm gì? Trời đất ơi, con đường nó lấy bạch bo tụi nó dục ở đây có được không? Hả? À, có được không? Không chịu đời nổi thì cái mẹ nói là không được phá mấy cái này mà mình chuẩn bị đi về rồi mà mất mấy cái này là mệt, con có biết không cha? Rồi nhảy đi. Nhảy coi chừng ké nha. Coi, rồi đi trốn mày. Peekaboo. Thấy hết chạy rồi. Ai mua son môi? Chay. Ai mua? Mua nào? Say I love you. Can you say I love you? JD, can you say I love you? I love you. Rồi chốt rồi, chay nóng tiêu ta. Chay ơi, chay à. Rồi bây giờ hai mẹ con mình chơi trò mai không ta? No mai. Giờ hai mẹ con mình chơi trò no mai không? Ôi con chay nó đâu ta? Peekaboo. Cướp. Ha. Cướp. Ha. Cướp. À. Trốn mà. Cướp. Nó quay cái mặt ấy vừa ở trong cái trường vậy chú không vậy. Nó quay cái mặt ấy vừa ở trong trường vậy chú không vậy chú ơi. Chay con nhăn răng là mẹ coi nhăn răng. No. No sao? Nhăn sao? Nhăn răng ra coi coi. Răng có đều không? Đi làm răng không? Chay đi làm răng không? Hả? 1 2 3. Ai son môi? Xong rồi. Le cái lưỡi ra coi. Ô, cái lưỡi chay làm gì vậy? Con coi cái lưỡi của con này, le lưỡi ra. Sao cái lưỡi hồng dữ vậy? Le ra. Không, nằm lên nè mẹ đưa lên. Lên không? Trời ơi sao xử kìa. Trời ơi. Ngủ hả? Thôi ngủ đi. Chơi không? Cái gì vậy? Làm trò gì vậy? Làm trò gì? Muốn may quay buồn gì? Đề máy coi đây. Hả? Giờ cà khịa phải không? Có cà khịa không? Nhân chi sơ tính cà khịa. Điện thoại ai đó đi mẹ coi coi. Điện thoại ai? Gọi ai á? Gọi ai? Hả, con gọi ai? Nói mẹ nghe coi. Chay, quay đầu là bờ. Alo. Mèo. Mà Lucky là con gì? Mèo. Đúng rồi.
Rồi con Bella là con gì? Mèo. Đâu phải, Bella là con gì? Con chó. Ở nhà ông ngoại Năm. Lucky là con gì? Bám. Gì? Bám. Bám gì đâu nè mày coi. À. Rồi tự mở điện thoại. Alo đi, alo ơi, gọi ba đi. Alo gọi ba đi. Alo gọi ba đi. Alo. Ba ba. Con Chi nó đang ngồi nó coi iPad. Nói chuyện đó không? Không, nó không màng muốn gì hết. Đây, nói chuyện với ba nè. Nè Chi, nói chuyện với ba nè. Alo. Alo đi. Nó bậy xong. Sơn môi không? Sơn môi không? Không sơn môi hả? À? Bữa nay không có sơn môi hả? À? Sơn môi đi đám cưới không? Cưới. Cưới, cưới ai? Ủa. Cưới, đám cưới ai? Ủa? Giờ tới giờ sửa xe đạp hả? Bơm bánh xe đi. Mày giúp vô con, mang đôi hài của nàng Tắm vô. Đôi hài của nàng Tắm. Đôi hài con, đôi hài đó chắc đem về Mỹ mẹ năm sau mang. Em chứ. Không, nói chung nay em mang dép một thằng quen. À không, nay nó quen quen rồi. Nàng Tắm. Yeah. Rồi. Yeah. Giữ giờ, giữ giờ. Nàng Tắm đang mang hài đó cô chú. À hôm nay là chuẩn bị là qua năm mới 2020 nha cô chú nha. Cô chú vô cuối năm cô chú like video cho Chay nhiều nhiều nha. Chuẩn bị tới 2020 rồi đó cô chú ơi. Chay chúc cô chú làm sao? Đi đâu á? Đi đâu? À, cô chú ơi, Chay bữa nay Chay được mẹ dẫn đi chơi nè cô chú nè. Chay gặp một cô coi có coi Chay nữa nên là cô bây giờ cô sẽ chăm sóc cho Chay. Nó chạy rồi đó, cái khu này đúng của nó luôn rồi đó. Chay đi, be careful. Oh, oh, oh. Trời đất ơi, cô nói kìa, cô được không? Coi chừng này rớt miếng giấy. Dán vô. Hớn chưa? Phải chạy hết chỗ này tới chỗ khác này. Đúng là của bả luôn mà. Cái gì đó. Chạy vô cho chạy nửa tiếng đồng hồ rồi đu đơ chứ gì nữa. Trời. À, chạy qua tới kia. Ôi có cái nhà bánh luôn kìa Chay kìa. Rồi à, lên trên nhúng đi. Cái vé vô cái này là cỡ khoảng 90 ngàn á cô chú. Tiền Việt Nam vậy chứ cỡ khoảng 4-5 đô tiền Mỹ. À, trời. Nói cho cô chú anh chị nào mà có dẫn mấy bé gì Việt Nam chơi á, đi vô đây. Mà cho tụi nó chơi. Cái này là chơi không thời gian luôn phải không? À, không thời hạn luôn, chơi bao. À. Vui quá, vui búa. Mẹ với cậu Tùng tính chở Chay đi mua cà phê uống. Mà đi vô quán cà phê này, ấy bật cửa rồi. Chay đi mua cà phê xong mới thấy chỗ này có chỗ chơi nên thôi, cho Chay vô đây chơi luôn. À, ấy trời. Có được không? À, toàn là sáp vô người ta để nhảy không à. Nó cố tình đó. Ừ. Cái kỹ thuật đó chứ không phải giỡn đâu. Hả? À, nhảy một mình không chịu đâu, rồi sáp vô ta. Chơi là chỉ sáp lá cà thôi chứ một mình là mình không chơi. Ừ. Vậy đi. Are you okay? Vậy đi. Rồi xỉu hoàng Chay xỉu rồi. Đủ chưa? Đủ đơ chưa?
Trời ơi, coi bạn đó. Chơi lại nhà bánh chơi kìa chơi. Chơi lại nhà bánh chơi kìa con, về nhà bánh kìa, nhà bánh kìa. Nó sợ nó chạy, nó sợ con bé này trúng đầu nó đỡ mặt lại. Khôn lắm chứ bộ. Đó, từ từ thôi. Rồi lại bấm nút nè. Đó, bấm nút kìa. À, trong đó có gì không đó đâu. Vô bánh đi, vô bánh đi. Chạy chạy chạy, lên đây nè chạy. Chạy, chạy lên đây nè chạy, lên đây nè. Lên đây nè con. Kiếm đường đi để cho đừng có trơ trơn banh té. Đó, lên đó đó con. Rồi con bà đó. Ở không, ở không. Đúng là chú bé lắc cái lắc chuốc đó. Đôi chân thoăn thoắt luôn. Yeah. Vui không con? Vui hả? Giỏi. Gì con? Nhảy lên con, lên đi con. Hết thời gian rồi.